Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên tôi không quên gửi tới mọi người có một buổi tối thật là bình an, vui khỏe bên người thân và gia đình. Thưa các bạn, hôm nay tôi tiếp tục ngồi đây để gửi tới các bạn với một thông tin rất là nóng và rất là kinh hoàng vừa cập nhật được. Chồng đắp chăn xác vợ ở Đà Lạt, tức vợ đã mất 4 năm ngày rồi, nhưng chồng vẫn sống chung. Và khi bị phân hủy rồi mới là phát hiện ra đây là một điều rất là kinh hoàng. Và sau đây thì tôi sẽ kính mời các bạn hãy lắng nghe câu chuyện kinh hoàng này. Thưa các bạn, một câu chuyện, một án mạng vừa xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt. Việc người chồng sống bên thi thể vợ suốt thời gian là 4 năm ngày mà không khai báo với cơ quan chức năng ở Đà Lạt khiến dư luận đặt ra nhiều giả thuyết: tâm thần, yêu vợ hay là hung thủ. Đây quả một điều rất là khó đoán, và tôi nghĩ đọc câu chuyện này tôi rùng rợn chỉ có trong phim ảnh. Vụ chồng á, là đắp chăn thi thể vợ trong căn phòng trọ tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng suốt 4 năm ngày mà không khai báo với cơ quan chức năng khiến người dân địa phương và dư luận cả nước cảm thấy rất là khó hiểu. Và trước hành động kỳ lạ sởn gai ốc của người chồng, không ít người đặt ra câu hỏi: người chồng này bị tâm thần hay do là quá yêu vợ, hoặc có thể chính là hung thủ gây ra cái chết của vợ. Đây là rất nhiều câu hỏi mà các cộng đồng rồi dư luận quan tâm đặt ra trong một cái câu chuyện kinh dị này. Thì theo thông tin ban đầu á, thì vụ việc cho thấy á, ngày mùng 6 tháng 11, người dân sống gần khu vực phòng trọ của vợ chồng là Phạm Kim Hồng, 33 tuổi, và Võ Thị Hồng Mai, 41 tuổi, là quê ở là Bình Định. Và trọ tại là đường Trần Khánh Dư, phường 8, thành phố Đà Lạt. Người thấy mùi hôi thối nồng nặc nên báo chủ nhà trọ đến kiểm tra. Khi phá cửa vào bên trong, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể bà Mai được trùm chăn rất là kín, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khắp gian phòng. Rất là kinh sợ phải không các bạn? Và đáng chú ý á, là trước thời điểm phát hiện vụ việc trên, một ngày chủ nhà trọ đã ghé vào căn phòng của nạn nhân và nằm ở tầng hầm của khu nhà trọ để kiểm tra và có hỏi người chồng là Phạm Kim Hồng sao cả hai không đi làm. Và người đàn ông này là khi đó chỉ vào trong giường nơi có người phụ nữ đang là trùm chăn, chỉ hở là chút chân, rồi nói với vợ là vợ đang bệnh nên nghỉ. Và điều tra ban đầu là cho thấy bà Mai đã tử vong khoảng 4 năm ngày trước đó, thân thể không có dấu hiệu là tác động từ bên ngoài. Như vậy từ thời điểm bà Mai tử vong, ông Hồng vẫn là sinh sống bình thường trong căn phòng trọ thi thể và cùng vợ. Trời ơi trời, đọc đây là tôi thấy là nó rất là rợn rợn tóc gáy luôn các bạn. Và ông không đi báo công an, không báo là các cơ quan chức năng, thậm chí khi được triệu tập về trụ sở công an để lấy lời khai, ông Hồng vẫn giữ luôn im lặng, không khai báo bất cứ điều gì, nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Đây quả một điều là khó hiểu, rất là khó hiểu, và câu chuyện rất là khó tin. Và do đó dù tạm giữ ông Hồng để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Võ Thị Hồng Mai, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được đây có phải là vụ án mạng hay không. Kết luận điều tra bước đầu phải đợi báo cáo giám định pháp y cụ thể. Trước hành động kỳ quặc của ông Phạm Kim Hồng khi giữ xác vợ trong nhà 4 năm ngày không khai báo, thậm chí khi vụ việc bị phát hiện không hợp tác với cơ quan công an khiến người dân đặt ra nhiều giả thuyết để lý giải hành động trên và làm dư luận trong cả nước. Nói thật với các bạn, lấy mấy ngày qua thật không tin nổi trong đất nước Việt Nam chúng ta xảy ra những vụ án mạng quá kinh hoàng chỉ có trong là phim ảnh. Và dư luận cộng đồng không ít người đặt ra là giả thuyết ông Hồng có vấn đề về tâm thần, bởi một người bình thường không ai là giữ xác vợ trong nhà khi là vợ tử vong,
mà khi vợ tử vong mà để cho bốc mùi rồi, phân hủy rồi, vẫn không báo cái lực lượng cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân cái chết, tiến hành là an táng theo quy định. Tuy nhiên giải thiết này không nhận được nhiều sự đồng tình, bởi ông Hồng cùng bà Mai đến thuê nhà trọ từ là tháng 9 năm 2020. Từ đó đến khi phát hiện thi thể vợ trong phòng trọ, người dân khu phố không nhận thấy sự bất thường trong tính cách hành động của người đàn ông này. Tức là người dân họ sống đó, là từ tháng 9 đến nay, ông Hồng vẫn không có biểu hiện gì là tâm thần hay là một cái gì hết. Đó là người dân người ta khẳng định như vậy. Đó. Và hơn nữa là ngày mùng 5 tháng 11, thời điểm trước khi người dân phát hiện bà Mai tử vong, ông Hồng vẫn bình tĩnh nói chuyện với chủ căn nhà trọ khi người này ghé qua. Đây là một điều rất là khó hiểu. Và cơ quan chức năng thì cũng chưa làm việc được cái gì. Tại vì khi mời ông này lên để là khai thác, ông không nói một lời gì hết các bạn. Đó, thì một giả thiết khác được đặt ra là ông Hồng không khai báo khi vợ tử vong và âm thầm sinh sống bên thi thể vợ là suốt đến 4-5 ngày là do quá yêu vợ. Thực tế cũng đã có trường hợp một người đàn ông ở thị trấn là Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, vì quá yêu vợ nên khi vợ qua đời và nhồi máu cơ tim, người đàn ông này đã ôm bức tượng chứa hài cốt của vợ suốt hơn là 10 năm. Tuy nhiên trường hợp như người đàn ông ở Quảng Nam rất là hiếm gặp. Đối với trường hợp ông Hồng, không ai tin vì quá yêu vợ mà để thi thể trong nhà đến mức là lên mùi hôi nồng nặc. Bởi người đàn ông yêu vợ, khi vợ qua đời sẽ tổ chức an táng cho người vợ để linh hồn được siêu thoát. Một giải thiết nữa không loại trừ là khả năng ông Hồng là hung thủ. Bởi theo tâm lý là tâm lý tội phạm, thông thường khi sát hại vợ hay có tâm lý là không bình thường thì đây là đưa ra rất nhiều là cái bình luận của cộng đồng. Đó, cộng đồng là nói ông này nếu mà hung thủ á thì khi sát hại vợ là hay có là tâm lý giấu giếm. Tuy nhiên rất khó hiểu bởi nhiều đối tượng sẽ tìm cách là phi tang sát vợ rồi bỏ trốn chứ không giữ lại và sinh sống cùng thi thể như là ông Hồng. Đó, rất nhiều cái bình luận và rất nhiều cái vấn đề đưa ra. Và đây là một cái vụ án lại thật là kinh hoàng các bạn. Đó, và hiện tại thì cơ quan chức năng đang lấy lời khai của ông Phạm Kim Hồng để điều tra làm rõ cái chết của bà Võ Thị Hồng Mai. Chỉ khi cơ quan kết luận điều tra, nguyên nhân vụ việc mới được làm sáng tỏ. Và đến hiện nay thì ông vẫn chưa khai một điều gì. Không biết là thế nào, nhưng chắc chắn rằng thì cảnh sát điều tra họ vẫn có cách để là ông này phải mở miệng ra mà thôi. Thì vụ án này tôi sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ cập nhật thông tin nóng nhất, mới nhất để chuyển tới, gửi tới quý vị thân yêu của tôi cho kịp thời nắm bắt những thông tin nóng và nhanh nhất trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.